Hello Thái, xin chào anh em nha. Thái hôm nay là Thái mới rửa ráy lại con ngựa sắt của Thái. Thái mới tới cái khu tiệc tình cốc của Thái nha anh em. Đây, tại vì cái cầu bên kia của Thái chưa làm xong á, nên Thái phải đi đường nhà của anh Nhật này. Đó, Thái với Hoàng mới vô đây. Đây, anh Nhật nè, anh đang làm cơm trưa. Hello anh Nhật. Dạ. Em nhờ anh để xe ở đây, em đi xuống cái khu em nha anh. Em đi ngõ sau. Em xuống. Dạ. Ok nha mọi người. Hôm nay thì video của Thái là sẽ có gì quay đó cho mọi người xem. Tại vì cái khu đằng sau này cũng là của Thái luôn nè. Nhưng mà là Thái chưa có vô đây khám phá trong đây nó có chuồng trại đồ như thế nào. Thái thấy trong đây khá là nhiều, nên Thái sẽ quay cho mọi người xem. Đây cái lồng gì đây ta? Đây cũng là một cái chuồng lồng gì đó. Lưới điếc này này. Này nọ nè, chuồng nè. Ngày mốt Thái sẽ tái chế lại Thái nuôi bét nha. Trong đây là chắc hồi trước là chủ trước người ta nuôi gà anh em. Để Thái đi vô trong này Thái quay cho anh em xem. Đây. Chuồng trại khá là nhiều. Đấy. Đây nữa nè. Đấy. Bên đây cũng nè. Có quá là nhiều chuồng luôn. Cái này mà nuôi gà hay là nuôi rồng Nam Mỹ rồi á, dọn mấy cái chuồng này nuôi là đúng bài luôn mọi người. U đây có cái cân nữa. Đây. Ôi bên này có mấy cái lưới nè anh em. Đây là những chắc là bây giờ là những cái lưới này là những cái lưới người ta may dèo hay cái gì nè. Đây, này nó dèo nè. Ôi những cái lưới này. Em mở ra anh xem coi. Để xuống đất mở ra anh xem. Giờ banh ra, coi cái dèo này nó may chưa? Hay là dèo bự người ta chưa cắt? Rồi, cái dèo này là chưa có may. Bây giờ mình ôm một cái dèo mẫu này ra cho anh. Chút hồi ra anh hỏi anh Nhật coi cái dèo này của ai rồi sao chưa may như vậy, làm sao mình làm được cái dèo? Có gì mình lấy mình sử dụng. Mình đỡ được một phần tiền nào đó mình đi mua. Đấy có nghĩa là mai mốt mình làm dèo á, 5-7 cái, 10 cái mình thả cá đó, mình đỡ mua cái này. Mình ra với mình hỏi ảnh cách mai. Đây còn cái nữa nè, hai cái nè. Đây một cái nè, còn được ba cái dèo. Cái này thì là ô. Cái này là cái vớn hay cái lưới gì bắt cá nè. Rồi để đem hai cái này ra. Đem hai cái này ra, anh dở lên coi nó vướng không, anh sẽ đem hai cái này ra. Dở cái này kia ra. Dở cái đè lên nó ra. Ô ha. Dục cái đó xác vô. Rồi, dục cái đó xác vô đi. Chuồng trại lưới rồi ở đây mình sử dụng ngon lành luôn nha anh em. Ủa, nó bự vậy luôn á hả? Đâu, đâm lấy chi hai cái vừa hả? Lấy một cái thôi, lấy cái đuôi của cái này ra cho anh thôi. Đúng rồi. Rồi, em đi ra đi, em ôm cái đó em đi ra trước, anh đem cái lưới bắt quái này ra. Ô, anh ra anh hỏi anh cách bắt cá còn cái này sao anh rủ anh xuống bắt cá mà. Ây da, anh vướng nè. Trời ơi, nó vướng tèo lên hết trơn. Nó vướng hồi nó rách cái lưới hết. Đây. Cầm ra đây Hoàng. Trời vướng quá. Đó. Thằng Hoàng nó cầm cho Thái một cái này giống như cái vớn bắt cá với cái dèo chưa mai. Rồi đi vô Nhật. Cái gì thì mình cũng hỏi anh tiếng, không biết là của ảnh hay của ai. Nếu mà của ảnh thì mình chắc là mình mua cái dèo bên này, mấy cái dèo hết trong đó luôn. Để mình đỡ tốn phần tiền mình đi mua dèo. Còn cái này là cái lưới này là bây giờ chắc hôm nay mình làm cái video đi xuống cái ao á, rủ anh Nhật xuống dưới bắt cá. Đấy coi có cá gì dưới không, cá cảnh, cá rô phi, cá tây tượng hay cá gì to to dưới á. Rồi sẽ quay cho mọi người xem. Ủa anh Nhật ơi. Em nhờ em hỏi chút xíu được không? Lấy áo hả? Chậm áo vô chứ đang nực chưa nóng quá. Thôi thôi đâu sao đâu. Bà con người ta cười sao đưa xương. Bà con người ta cười. Lịch sự anh ha. Đưa bộ xương ra mất công rồi trên Facebook nó lại vậy gì đây. Dạ. Ủa, cái này lôi bên bển quá hả? Em vô chuồng gà. Cái em thấy là cái này là cái vớn bắt cá hả anh? Cái này người ta chặn để bắt cá vô đây nè. Sao ta? Cầm cái quan. Đâu cầm, vậy, gắn, bắt gắn, cá gắn, vô như nè. Thế nào? Đây nè. Thấy không? Cái này là đây nè, Hoàng đi vô cầm tí xíu đó. Rồi, cái này nè. Thấy không? Là văng ngang ở ngoài ao á. Dạ. Văng sát đáy luôn. Dạ. Rồi bắt đầu cái là để văng xéo xéo giống như cái cánh cung vậy đó. Giống dạ. Như cái này nè, em giữ cái này giùm anh coi. Em giữ cái này đúng không? Đây nè,
xéo ra cánh cung nữa Hoàng. À em đó, hiểu rồi. Đầu cái đai văng này nó cặp theo bờ rồi thấy không? Ở trên này để em cắm cái cây cho nó cứng ở đây nè. Dạ. Như là để sát đáy cái cá nó từ từ. Cái nó chui vô cái lỗ. Cái nó chui vô đây. Ừ. Rồi, cái nó chui vô đây cái đó. Bắt đầu cái nó nằm đây thì dở cái này lên rồi bắt dính những con cá rồi đem bỏ vô nồi. Wow. Vậy là chút xíu là anh ơi, chút xíu em mượn cái này em nhảy xuống em chuyển được không? Thì ai biết thì lẩm bên kho bển này có gì xài đó chứ anh đâu biết. Còn cái này là của anh hay là của chủ cũ ta? Ở bên bển là của tụi em hết á, bên anh. Dạ 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 dạ. Bên này là đựng lụm gì của anh, bên này là của anh, còn cái gì bên bển là của ta. Cái này là cái gì anh? Cái này là cái đồ để mai cái đó hay là cái này là cái dèo? Cái này là giống như mấy cái dèo xanh ở dưới ao mà chỗ con cá. Con cá gì? Cá tây tượng trắng. Cá tượng châu Phi á. Dạ. Rồi mai nó thì coi người ta mai làm sao dưới đó thì mình mai giống y như người ta vậy đó. Vậy là mấy cái này em thấy là nó có 3 cuộn trong đó, có gì mai mốt em sẽ quay video là lấy học cách mai dèo với lại thả cá cho mọi người xem sao. Bây giờ là Hoàng cất lại cái dèo này đi. Mình sử dụng cái lưới bắt cá đó, hôm nay mình sẽ làm cái video là xuống ao dùng cái này sẽ bắt các loại cá rô phi, cá cha, cá trê, cá cảnh gì đó, cá tê tượng gì đó đầy đủ ở dưới cái ao lớn ngoài kia kìa anh em. Cái ao mà bự thiệt bự mà hôm trước thấy quay cho mọi người xem á. Đấy. Rồi xong rồi chiều nay mình sẽ làm bữa cơm chiều những con cá mà mình bắt được, rất là thú vị đúng không? Đừng rời khỏi màn hình nha, theo Thái, anh Nhật và Hoàng. Ok, let's go. Ok nha mọi người, bây giờ là Thái với lại Hoàng với lại anh Nhật là đem cái lưới ra rồi. Cái khu vực này là cái khu vực ao của mình nè. Bây giờ là mình văng sao anh Nhật? Văng cái góc này nè, văng cái cánh cung từ cái góc đó xéo qua góc kia. Dạ. Cái đuôi nó cái đuôi vô đây. À. Cái đuôi vô cái phần này nha anh em. Vô phần này. Đấy. Còn hai cái cánh bướm hai bên đó là nó cái đầu bên đó đi qua bên này. Ừ, nó đi hướng này nè. Rồi cái, mình đi từ đầu ao bên kia. Mình đi bên bờ chỗ cái cầu á, mình mới đi lùa cá lùa vòng về đây. Lùa qua này. Tới đây tới đây bắt đầu cái im rồi, bắt đầu cái mình lại đây cái mình dở cái túi lưới lên coi được con gì dính vô trong đó thôi. Rồi ok. Vậy bây giờ là em với anh Nhật xuống ha, cho Hoàng nó cầm máy nó quay anh em mình ha. Có dám lội không? Có, em bơi bướm, bơi sải, bơi chó đủ kiểu. Ừ. Trời ơi, em là chuyên nghiệp. Mà giống cái con hôm qua nha, hôm qua con qua anh chỉ làm sao mà bơi xong rồi bắt đầu cái là nó hóp hóp là cho mấy con kia đứng trên này. Bây giờ là em bơi qua bên đó, em giữ cái đầu bên đó nha. Này là hai cánh quạt nè mọi người, hai cánh bướm nè, hai cánh kẹp rồi, bơi nè. Rồi xuống ao đi, lội xuống đi. Rồi. Lội xuống đúng không? Ừ, xuống. Ủa, già nước này sáng hơi lạnh ha. Giờ 11, 12 giờ trưa rồi. Ok nha anh em, hơi bị mát nha anh em. Giữ cái túi đó lại Hoàng. Ừ, giữ cái túi đó lại, em cột nó vô cái chân lưới đó, em cột vô cái thôi cho nó cầm đỡ nó đi anh. Hay là lấy cục đá dục dạ, dục cầm đỡ nó đi, cầm đỡ thôi. Này là cái hai cái cánh này là mình sẽ xếp rộng qua hai bên nè mọi người. Vô tới gốc cây đó rồi, đang có chỗ cột, vô cái nhánh cây xiên xiên á. Có cây nào dục anh cái các bạn, cắm nước hay gì cũng được. Buông cái tay đó ra đi, dọc dùm anh cá nước ra chân coi. Là cái cây này anh ha? Ừ. Em cắm nó lên đi. Chung là cả làm sao mà cá nó đừng dọc qua cái chỗ đó được rồi. Anh còn chưa, anh đang tìm dây đó anh. Ngay chỗ cái miệng đó là giữ cắm thêm hai cây giữ miệng đó. Rồi. Quá wow, ok. Ui. Ra đây ra đâu hả? À? Lại đây xuống này chặn bắt cá cho nó coi. Bắt được cục cớt. Nè ha không. Để thử đi, anh làm vậy em nó nghe. Mày mua cái đá cái gió hả? Sao ông biết vậy ha? Ông chưa coi vậy cái ông. Mình tao dòm mình không biết không mày. Nhưng mà nó phát ra cái ngồi đằng kia cái nó chạy ở đây nó chui vô cái đáy hả chi? Chui vô đồng đầy với đâu. Đây là đây có thêm một cái anh hàng xóm nữa nè mọi người. Đây là bạn nó gì? Nói chuyện cái bắt đầu cái là lên trên TV á, mới mốt rồi bắt đầu cái này hạ nó nói cái thằng nào thằng già nào mà nói chuyện gì mà. Mày tao không nó nó bán nhiều trên mạng này tao có coi đâu mà. Biết em này nó ở đâu, nó lượm bên kho ra nè luôn không? Cho mình cái cây coi. Kho cũng có, trong kho mày cũng có. Dục xuống. Kho mày có cái gì? Có gì tao có ai biết nó mâu gì đâu, nó mâu kìa. Cái đó hoài à. Cái đó cái đầu nó lên cho cá nó không chết đúng không anh? Đúng rồi, đang nó hơi chui lên nó thở. Nếu mà cái cây chặn ngay cái miệng đó. Có, trộn mà mày phải cọc cao lên nó ăn thôi. Này, lấy cây này nè. Đây. Cái nó cao lên như vậy cá chết. Có cãi thôi mà. Không mà mình lùa lên mình bắt liền luôn mà không sao đâu anh. Chửi tôi là tôi đập rồi. Nào chặt nha, nào thái. Của mình lại đập chặt. Mẹ, cọt xuống.
Má mày nhìn mày không ra đừng nói mày nha. Má cục mỡ mày xuống mày khóc á. Rồi, ok chứ mọi người. Cầm đồ ra đi, xuống luôn. Thầu mẹ bắn cho tao chứ bắn tao là không ra. Bắn gì ở đây ông lặn cho tôi có nước vậy đó. Rồi, cầm cấm chỗ đó của thằng Thái sao nữa chứ. Đưa cái hai cái ống nhỏ lại nãy lại đây. Chị. Ngay chỗ cái miệng này nè. Con cá nó đi sang lái là có đi ở trên mà cám ông nội. Không mà... vậy là được rồi anh, nó không ra được đâu. Phải không? Ờ nó vô em đạp xuống rồi. Đạp xuống xuống bụng vô. Nó xuống cái này. Cá lóc nó chúi vô lắm á. Chúi à. Cá lóc không bao giờ vô. Ta đang chờ cá lóc đang nấu bên chung qua đưa ông con ông nấu rồi giờ cái ông tới bên ta ăn nấu đây. Tao nấu tao đưa mày ăn rồi mày khóc cái gì? Rồi giờ đi luôn á. Ê đúng rồi. Anh ơi, chơi không? Gặp cái nhỏ dùng lên bờ hết nha Mốt. Rồi đúng rồi, ok dọn ao luôn. À, ok cho anh em. Giờ đập cá nha mọi người. À, cái này mới nói là cần câu, nó dành câu cá lóc ha. À, đừng chặt phải không? À. Trời ơi, cái lá dừa ốc quá trời luôn nè anh em ơi. Wow, ốc đắng không nè mọi người. Đã chưa? Ừ. Nói chung là cái khu tiệc tình cốc của mình nó không có cái gì ngon lành hết, chỉ có là mấy cái này là ăn hoài không hết thôi. Cái này là không có gì đẹp hết trơn á. Mấy chục ngàn ký á, ngoài chợ là 3-40 ngàn. Đây nè anh em, ốc đắng không nè. Đã chưa? Đã, thôi để nó sống như này đi anh. Ừ, thì chừng nào ăn là đụng tới nó. Chừng nào ăn là mình sẽ bắt lên mình làm video ăn ốc đắng cho mọi người xem. Bây giờ là cuộc hành trình của mình lừa cá. Mình đi giờ nó chạy đúng không anh? Ừ, nó đậm cái này. Nó dồn về bên đó. Nó bốc dọn vườn á, mấy cái tàu vườn này đừng chặt nha không? Dạ dạ. Cái này á, mai mốt em lấy cái cần câu á. Em cột vô đây nè. Đây. Nói cái bắt đầu cái là cái để đây hả mà, ở ngoài đó rồi đằng biên mà thấy cái này nó con cá nó dậy á. Dạ. Cái này nó nhiệt là bắt đầu là biết dính cá rồi. Dạ dạ dạ. Đừng chặt chi, mai mốt này lại đi mua cái tiền đi mua cần. À, giờ mình sẽ gom rác cái ao, dọn ao luôn nha anh em ơi. Quay bên chuối qua. Quan. Không. Qua. Chuối. Ở đây nó có cái gì đây? À cái này là cái gốc dừa. Không để em dọn cái này lên trò. Ừ, mấy cái đó gặp là dục lên bàn hết. Tao dọn heo bữa. Bữa nào mà trời nắng nóng dạ. À. Dọn heo anh em ơi. Rồi dạ. Có không Tân? Ốc không. Cây dớn gì nè lên hết nha anh em. Trời ơi. Con anh nó không có ra, nó không có ai dọn. Lại đây thấy. Ốc dừa anh. Ôi ốc quá, từ từ anh ơi. Cho nó sống nè. Cái nó lên bờ rồi nó cũng xuống nước, nó dập cạn lại nè. Mãi vô trong lắm. Còn có... Ờ đúng rồi, đây nè. Nhãn lồng hả anh? Ừ, ăn đi. Rồi, em đã ăn cái này rồi. Đúng rồi, hãy cho ông Hoàng ăn kìa, ông Hoàng biết ăn nè ông Hoàng. Nhãn lồng. Đúng rồi, cái cây mà. Cái cây ấy làm chè được đấy anh Thái. Ờ kìa, mẹ. Hơi khô làm chè được đấy. Mẹ cho ông Hoàng uống. Đập cá mà. Đại. Đập cá đó trời. Anh ơi. Đập cá nè. Thấy không? Cái anh Tư chơi trầu cao ha. Anh Tư vườn trầu. Anh Tư vườn trầu là đang đi kiếm con rồng Nam Mỹ nha mọi người. Anh đang trong kia kìa. Cái này đây nè, nó trên cây trứng cá nè. Đâu? Đâu trên cây trứng cá đâu? Kìa đuôi dài dài kìa. Đâu? Cái đuôi nó dài. Ôi nó to lắm anh em ơi. Đây em. Em bắt cho. Đây em bắt cho, để em bắt cho. Anh đứng cái chơi đi, anh đừng có vô, nó sụp thịt, nó chạy, nó nhảy xuống á. Thấy không? Đây à, con này con riêng. Riêng luôn anh á, con riêng á. Thôi đưa, anh thả nó ra đây, giờ nó ở ngoài này, đó nó lên này, nó bò lên. Hoàng thấy không Hoàng? Thấy. Nó lên khung hình không? Em thấy rồi, từ từ. Không, từ. Xa lắm anh ơi. Anh phóng nó lại Hoàng. Ôi, nó qua cây dừa. Không, em ra nên chụp được. Nắm cái đuôi đó. Đúng không? Nắm cái đuôi nó đứt đuôi cái là biết à. Mà. Nắm cái đuôi nó đứt. Đứt đuôi nó lỗi á, hoặc là nó bị gãy sừng nó cũng lỗi á. Cái hả? Ủa vậy cho nên nó nhảy với con nào mà nó đẻ? Nó có trứng nhưng mà nó không có trống. À.
Còn không mà nó chụp ao, nó xước xuống ao, nó chậm lắm. Ai dám, nó xuống ao, nó qua cây dừa, anh sợ nó qua cây dừa. Chụp ngay qua cái phần đuôi nó sao nó mới được. Chụp chính giữa cái đuôi đó. Thì em giơ tay cái tay kia kìa, em rỉ cái nhánh cá cho nó xuống xuống. Rồi chạy vô. Rồi gai không à. Rồi thấy không Hoàng? Thấy nhiều luôn không? Thôi nuôi nó luôn đi anh Tư ơi. Để mốt thì có gì em thấy đó, em dụ nó được em cứ hú anh. Em ở đây là em nuôi không chứ em có không, hoặc là đưa anh chứ em có bắt. À sợ nó đi nhá hả? Em đâu có làm gì đâu, động bên này nó sợ. Em còn yên tĩnh hơn anh Nhật á. Đây là cái giớn của mấy anh em mình đặt nè. Bây giờ là anh Tư vườn trầu, anh kêu là gãi cám, dụ cá anh em. Này cám cho cá ăn nè. Vừa gãi trong đây để cho cá nó nghe mùi á, cho nó vô. Đấy. Vô trong cái giớn nha, tại vì cái giớn là lùa xong rồi chưa thấy động tĩnh gì hết mọi người. Rồi. Ok, này dắt ra chút xíu nữa. Chút đủ anh nghe mùi cám chạy vô hết rồi nha. Đấy, chút xíu thì mấy anh em mình sẽ dỡ lên rồi quay cho mọi người xem sao leo rào. Đây là rào anh chui qua bên kia. Đừng có câu vô bèo mà được anh. Đám rau muống bên này. Đấy. Bây giờ mình đứng bên bờ bên này mình quay cho anh em xem luôn. À, đâu rồi anh thả cái phao đâu rồi. Đây cái phao nè anh em. Đấy. Tại cái khu vực hồi nãy bên đó đó thì hái bên Nhật lội xuống đập gầm nhiều khi rồi thì bây giờ mà giục con câu xuống thì nó nhát đó anh em. Nhiều khi lại không có, nó không có ăn, không dám ăn. Cái khu trong này thì chưa có đập nè. Em không biết là tình hình nãy coi. Bỏ mẹ tập cầu có chút xíu mười mấy con. Đó, lên. Trời lên rồi anh em ơi, lên rồi anh em ơi. Đây, đây đẳng cấp của anh Tư. Anh Tư vườn cao lên rồi. Đây, đấy, cầm con cá trên tay nè, để thấy đi qua đó là thấy quay cho mọi người xem. Đấy. Đây, mình qua tới bên này rồi. Đây. Đây là con cá của anh Tư vườn trầu nè anh em. Cá rô phi mọi người. À, to ha. Đấy. Cái con bự nữa. Con cá đó. Mà ô mà bữa nay sao cá nó không chịu ăn câu tao vậy không biết. Dạ. Đâu con cá em đâu? Trời ơi chút xíu vậy. Đây mình phóng to cho mọi người xem cá của ông Hoàng nè mọi người. Trời ơi. Rồi thôi thả nó xuống đi. Mở ra thả nó xuống ao lại đi cho nó sống. Mở ra thả nó lại xuống ao đi cho nó sống. Cái gì vậy? Trong đang lúc chờ đợi anh Tư thả cám vụ cá thì thằng Hoàng nó để thằng câu này, nó cắm câu rồi đây luôn mà con cá tự dính luôn nè anh em. Ê ghê chưa, khỏi cần giật luôn. Đây nè mọi người, lợi hại chưa. Rồi khu hoạch còn hơn anh Tư nha, nó hai con nha anh Tư. Nó hai con nè, bự hơn con anh luôn. Hồi nãy anh Tư là tay giới thiệu là tay câu chuyên nghiệp, nhưng mà bây giờ là thằng Hoàng nó còn dữ hơn nè. Đó, dữ thiệt. Chào lại anh em nha. À, cái sau khi mà Thái với lại anh Nhật lùa cá rồi cũng như là vụ cám của chú Tư vườn cao á anh em. Thì bây giờ là cuộc hành trình của, đây là con của anh Nhật này. À, anh Nhật hàng xóm á mọi người. Còn thằng Hoàng này, Thái sẽ cho thằng Hoàng với lại con của anh Nhật xuống đây bơi tắm chiều với lại thăm cái lú cá, coi có cá hay không. Ok, và bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu xuống hồ. Xuống hồ thế nào. Đây, chuẩn bị xuống hồ chơi nè mọi người. Rất là vui nha. Trong khi đó thì bây giờ anh Nhật vẫn còn nhiệm vụ đang chích chích hàng hàng cho mình trên kia kìa anh em.
Ok, mình dỡ từ đầu nào ta? Hoàng ơi, cái đầu đây anh có dằn cục đá ngay cái lỗ vô á, em coi em lấy cục đá ra trước. Đó. Em đi qua đó, bước qua cái lưới nó có cái cục đá đó. Coi có cá không? À, bước qua rồi bắt đầu dỡ cục đá anh tắn với ngay cái lỗ á để cho cá nó vô á. Lạnh không? Hay mát? Đấy, rồi dỡ lên xem. Ôi, coi con cá bự lắm anh em ơi. Sao có một con à, bự chà bá luôn kìa. Wow. Đấy, sao đúng không con vậy? Đó, bây giờ là làm sao em khọc tay vô em bắt mà nó đừng để. Sao ta? Bự ghê luôn á. Cát xù luôn á. Kìa anh em xem kìa. Đó, tới không bằng. Ao. Là vui nữa. Nắm chặt chưa, có cái thùng bên kia kìa, bỏ vô cái thùng rồi đổ qua đây cho anh xem. Trời ơi, quá đã. À, chú quay cho mọi người xem cái thành quả con cá. Tại mình dỡ lưới lẹ luôn để trời mưa nè anh em. Đấy, trời đang chuyển mưa. Đấy, wow. Khá là to đây luôn. Đây vừa con cá nè mọi người. Trời ơi, to đùng luôn. Cá này là con cá đực nha. Màu sắc của nó này. Đấy. Chui vô con mắt to ghê, ngù phì cái mắt nó to ghê chưa. Đấy. Đây, một con này thì có thể chiên, chút hồi hái với Hoàng chiên cũng làm được cái bữa tối hôm nay. Rất là đã luôn. Rồi, video dân giả của Thái đến đây là kết thúc rồi mọi người. Chỉ là dân lú thử nghiệm thôi. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã dành 1 phút thời gian theo dõi video. Cảm ơn con của anh Nhật cũng đã hỗ trợ Thái trong video này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.